Đầu tiên mình sẽ tạo vòng tròn ra thôi. Bao vây cho mình 12 góc đơn. Sau đó mình sẽ tước phần lên này vào. Em kim cho mình vào chân mũi đầu tiên của hàng. Nên cho mình một móc xích ở hàng tiếp theo. Chân mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây và một móc đơn. Chân mũi thứ hai mình sẽ móc vào đây và một móc đơn cùng một chân. Mình sẽ lặp lại tương tự như thế. Tiếp theo, cho mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn, cho mũi thứ hai hai mũi móc đơn cùng một chân, cho mũi thứ ba một mũi móc đơn. Mình sẽ lặp lại tương tự như thế.
Hàng tiếp theo mình sẽ móc vào đây 30 móc đơn và 300 mũi. Trên mũi kế tiếp mình sẽ móc vào đây 30 móc đơn cùng một chân. Mình sẽ lặp lại tương tự như thế. Thế là thành quả mình móc xong một phần hạt để trang trí.